Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương Vlog. Thì trong video hôm nay, Vương sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cách mà vào wifi của cục phát mà ICT này nha, không cần mật khẩu. Hôm trước mình có mua cho bà xã mình với cục phát wifi như thế này, nhưng mà lâu ngày mình không xài nữa, mình đã bắt mạng của Viettel có dày nên mình không có xài cái cục này nữa. Thì lâu ngày mình quên cái mật khẩu, thì mình reset lại cái mật khẩu thì nó rất lâu. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh chị và các bạn cách vào cái cục phát wifi này mà không cần mật khẩu nha. Thì điều đầu chúng ta phải tháo cục phát wifi này ra, và sau đó chúng ta hãy bỏ sim vào nha. Rồi chúng ta đưa sim vào. Rồi chúng ta lắp pin vào nha. Lại lắp lại. Qua đây cục phát wifi 4G nha. Và đây là nút nguồn, và đây là nút WBS. Chúng ta phải khởi động nguồn lên, nhấn giữ trong vòng 3 giây thì nó sẽ bắt đầu khởi động cái máy cục phát wifi này lên. Cái thời gian mà nó khởi động lên nó khoảng mất 15 đến 20 giây nha các bạn ha. Khi nó khởi động xong, nó sẽ hiển thị lên tất cả là về cái cục sóng nè, cục pin nè, và biểu tượng wifi nữa. Rồi sau khi cục phát wifi đã được khởi động xong, cái wifi có tín hiệu màu xanh, thì chúng ta mở máy điện thoại lên để chúng ta kết nối. Rồi chúng ta vào cái phần cài đặt nha. Tiếp vào chúng ta phần có wifi. Thì cái cục wifi này nó sẽ có tên là wifi Đại Vương nè. Mình sẽ bấm vào đây. Nó yêu cầu mật khẩu. Thì cái mật khẩu này là mình không biết, nên mình bấm hủy nó đi nha. Mình sẽ bấm hủy cái mật khẩu này đi, và sau đó mình bấm vào cái phần cài đặt nâng cao nè. Chúng ta bấm vào kết nối WBS. Rồi ở đây chúng ta để qua một bên, thì cái thời gian chờ đợi kết nối của nó là 115 giây nữa này nha. Thì chúng ta cầm một cục phát wifi này lên, các bạn thấy bên tay phải của cục phát wifi phía dưới có cái nút là WBS nè, chúng ta nhấn qua cái đây là nó sẽ biểu tượng sáng lên và cái máy đang được kết nối nè, wifi Đại Vương đã được kết nối. Vì chúng ta bấm OK nha. Rồi như vậy là wifi Đại Vương đã được vào rồi các bạn ơi. Đây, wifi Đại Vương này, chúng ta thấy wifi Đại Vương chưa? Rồi như vậy bây giờ Vương sẽ kiểm tra tốc độ nó siêu mạnh không nha. Vương sẽ bấm vào YouTube và Vương sẽ tìm kiếm một cái vào trang chủ nè. Vương sẽ tìm kiếm một cái video nha. Mình sẽ gõ là đặt vé máy bay Vietjet. Đây, đặt vé máy bay Vietjet E. Rồi như là cục wifi quá mạnh, chúng ta nhắn vào đây. Rồi như vậy là Vương đã kết nối xong cái cục phát wifi mà không cần nhập mật khẩu. Mà nếu Vương reset là cái mật khẩu thì cũng phải mất ít nhất là 5 đến 10 phút mới xong. Thì như vậy là Vương đã chia sẻ xong cách vào wifi không cần mật khẩu. Đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.